Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em bộ khóa lục giác của hãng Asahi. Thì hôm nay mình giới thiệu những cái mẫu mà bên mình đã nhập về. Lần trước thì mình cũng giới thiệu rồi, thì hôm nay là mình giới thiệu thêm cho anh em có thêm hai món mới, hai cái bộ mẫu mới của hãng Asahi rất là đặc biệt. Đó, thì hôm nay là anh em cùng kiểm tra xem nó đặc biệt ở chỗ nào và giá cả nó làm sao, nó có gì đặc biệt hơn không mà sao giá nó cao, thì hôm nay là anh em mình cùng đi chi tiết. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em là cái bộ thường anh em nhé. Bộ thường đi, đây là bộ thường, mã sản phẩm đây AQS 0910, đây là bộ cà lê thường từ 1.5 cho đến 10. À, anh em nha, đây mình tháo ra rồi này. AQ-10 Asahi Made in Japan. Đó. Hàng sản phẩm Made in Japan. Thì giá của sản phẩm đây anh em mình nhá. Mình đọc luôn cho anh em. AQS 0910. Mã sản phẩm là có giá là 933.000 anh em nhé, một bộ cà lê, một bộ khóa lục giác. Wow, một bộ khóa lục giác dài này, Asahi. 933.000 giá VAT, đã có VAT và bao ship. Rồi. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới và đặc biệt luôn. Đây. AQKS 910. Đây, một đầu bi này, có một viên bi. Đó, carbon, có một viên bi nhỏ này, được lắp trên một cái đầu bi. Hàng rất là xịn sò nha anh em nhé. Rồi. Này, đầu bi này, anh em thấy nó thiết kế nó rất là đẹp này. Hơi lóa. Đó, đầu bi. Mã là AQK-10 Asahi Made in Japan. Mười. Rồi. Thì ở đây á, là nó sự khác biệt cho anh em á, là nó sẽ giữ được cái viên bi trong quá trình mình sửa chữa và lắp đặt. Mình tháo ra mình lắp rô. Thì đối với các loại lục giác bình thường á, khi mình để này này là nó sẽ bị rớt anh em nhé. Thì đây một cái đầu bi, chi tiết rất là nhỏ này. Đó. Thì thay vì đây là một điểm tiếp xúc đối với các loại lục giác thường á, điểm xúc tiếp xúc của nó là 6 cạnh, thì về thêm một viên bi đây nó sẽ thành 7. Nó tạo lên một cái lực bung. Đó, nó giữ cho viên bi này nó tì vào cái cạnh này, không bị rơi rớt này. Đó, anh em thấy không? Mình có thể vặn một cái chiều như chiều dốc này, chiều dọc này. Đó, hoặc là chiều ngang này. Khi mình tháo ra này không bị rớt này. Hoặc là mình vặn vào này cũng không bị rớt, mình để thẳng đi vào này mình có thể vặn nhanh được. Đó. Mình không phải đỡ trong quá trình mình tháo ra, mình không phải đỡ, tránh trường hợp là mình khi mình tháo ra nó không có lực hút lực giữ thì nó sẽ bị rớt con ốc, đi tìm rất là khó. Rồi, đây là một điểm rất là hay trong mặt hàng của hãng Asahi. Bộ sản phẩm này để mình thông báo giá cho anh em này. AQKS 9 giá là 1.000.000 đây. Bộ lục giác bi có đầu bi nhỏ này. AQKS 910 giá là 1.201.000, giá đã bao gồm VAT và bao ship cho anh em nhá. Rồi, anh em nào cần thì cứ liên hệ nhắn tin xuống bên dưới.
một sản phẩm rất là hay để cho anh em sửa chữa, tìm kiếm rất là, cũng rất là ngoài thị trường rất là hiếm này. Đó, mình cũng rất là ít khi gặp, mình bán đồ Nhật hoặc là đồ, cũng bán đồ Nhật nhiều mà cũng chưa gặp cái mấy cái bộ hình dạng như thế này. Đây là một điểm rất là hay. Rồi, mẫu tiếp theo mình xin giới thiệu, đây là bộ lục giáp bi ngắn, L ngắn này. Đó, thấy không, 1/2 này, chiếm bằng 1/2 chiều dài này. Đó, so với cái loại lục giác khác là nó chỉ bằng 1/2 thôi. Này anh em nhìn thấy này, cái lục giác 4 này, nó chiều dài chỉ bằng 1/2 cây lục giác bình thường. Cái chữ L đây này, L này nó ngắn đi, nó bị cắt bớt đi chỉ 1/2. Thì đây mình đang lấy cây 4, thì bây giờ mình tiện mình lấy cho anh em cây 10 để mình so sánh cho nó dễ nhá. Đây một cây lục giác thường, L là lục giác dài, còn đây là ngắn này. Đó, nó bị cắt đi, ngắn, mất 1/2. À, này nó sẽ giúp cho anh em vặn này trong một cái không gian nó hẹp này, ví dụ trong giới hạn chiều cao này. Đó, thì những ví dụ chiều cao nó như này, con ốc chiều cao như này thì mình không thể vặn được này, vướng, mình đã bị vướng con ốc thì đây thì có không gian này. Rồi, ở đây một điểm rất là hay, một bộ lục giác bi này có đầu bi này vặn nhanh được này, và một vặn được không gian rất là vặn được không gian hẹp này, giới hạn chiều cao này. Đó, bộ lục giác bi, mã sản phẩm DVS, có đầu bi nhá. Đây là một thiết kế mới, thiết kế hay này. Đó, một được trao thầy thưởng một thiết kế độc đáo này, mã sản phẩm DVS 0910, giá là, bộ sản phẩm này này giá là 1.150.000, giá đã bao gồm VAT, giá là 1.000.000. Đây DVS nha, 0910 giá là 1.150.000, giá đã có thuế và phí vận chuyển. Rồi, bộ tiếp theo thì nó giống hơn, giống bộ kia, chỉ là kích thước nó ngắn hơn thôi. Bộ lục giác bi ngắn DVKS. Bộ này thì mình không giới thiệu nữa, mình sẽ đọc giá luôn cho anh em này. 0910, giá là 1.004.000. Rồi, 1.004.000, anh em sở hữu ngay. Một bộ lục giác bi nhỏ gọn, có thể bỏ túi. Đó, bỏ trong cốp xe, rất là thuận tiện trong quá trình mình đi làm việc. Hàng rất là xịn sò anh em nhé. Tất cả là vật liệu làm bằng vật liệu thép CRV. Rồi, hàng rất là cứng cáp. Rồi, bộ lục giác tiếp theo là bộ lục giác hình chữ Z. Wow, là D10 Asahi Made in Japan. Đó, để mình kiểm tra này. Rồi, một điểm đặc biệt ở đây với là bộ mình muốn giới thiệu. Ở đây á, là một cái đầu hình, hai đầu hình chữ L này, hình chữ Z này. Một đầu là một điểm góc, chấn góc này, sẽ là đầu bằng. Đó, thì đầu còn lại đổi chiều thì nó sẽ là đầu đỉnh, điểm tiếp xúc sẽ là đỉnh. Thì nó sẽ giúp cho anh em khi sử dụng ở một cái không gian hẹp á. Trong cái video mình sẽ, mình ví dụ cho anh em trong một cái không gian hẹp nó như thế này. Đây là một cái không gian hẹp như thế này. Đây là một cái khuôn con ốc mình đang vặn đây. Ví dụ đây là điểm này mình có thể tiếp xúc được này, anh em nhé. Ví dụ nhé, mình vặn đến đây là bị vướng, là phải tháo ra này. Muốn vặn tiếp thì đưa lên đây thì không được, mà không gian đây là nó đang bị vướng, đưa lên thì không tới. Anh em nhé, đưa lên thì nó sẽ không ăn hết.
Đó. Thì bắt buộc mình trong cái không gian hẹp á thì mình đổi đầu đổi đầu này. Thì là vừa này, đó. Vặn mình tháo ra. Đổi đầu lại. Thì lắp lại vừa. Đó. Đúng không? Nó sẽ giúp anh em vặn được trong một cái góc là 30 độ này. Rất là thuận tiện. Đây là một điểm rất là hay cho một hãng ACHI người ta sản xuất ra. Giúp cho anh em trong quá trình khi mình lắp đặt một số cái khuôn mẫu á, nó có một cái gờ, một cái không gian cực kỳ là nhỏ. Ở một cái góc chỉ 30 độ thôi, 30 đến 25 độ, 30 độ thì rất là khó hạn chế để vặn được. Thì đây là một thiết kế cực kỳ là táo bạo. Đó, đưa cho anh em trong quá trình làm việc rất là hay. Rồi, một cái bộ sản phẩm này thì mình sẽ thông báo giá luôn cho anh em, bộ lục giác bi hình chữ Z. Mã sản phẩm là DIS. Giá của bộ này là 1.201.000 anh em nhé, 1.201.000. Giá đã bao gồm VT và bao ship luôn cho anh em. Rồi tiếp theo thì là mình giới thiệu cho anh em một cái bộ nữa, là bộ cũng là hình chữ Z nhưng mà loại ngắn. Thì bộ này giống bộ kia thôi, rất là nhỏ gọn. Thì cái giá này để mình đọc giá luôn cho anh em. DZX 0910 giá là 978 ngàn anh em nhé, giá là 978 ngàn, giá đã bao gồm VAT và bao ship luôn cho anh em. Rồi đây là một bộ sản phẩm, tất cả là hàng made in Japan, có giấy tờ đầy đủ. Rồi anh em đã xem qua rồi tất cả rồi, thì anh em nào cần những cái bộ nào mua nhu cầu thì cứ nhắn tin theo bên dưới thì bên mình sẽ có người phản hồi lại và báo giá cho anh em luôn, hoặc là cho mình cái địa chỉ, bên mình sẽ ship tận nơi cho anh em. Thì tất cả là giá bên mình đã công khai rồi, hoặc là anh em có thể lên trang web hatoktun.com hoặc là tunjaban.net để kiểm tra hàng, mua giá và đặt hàng trên đấy luôn. Nếu mà anh em nào mà vẫn chưa an tâm về chất lượng về sản phẩm thì anh em có cụ thể đến địa chỉ văn phòng số là 21 Sẹt Hai, theo địa chỉ bên dưới ở Hồ Chí Minh là 21 Sẹt Hai, còn ở Hà Nội là số 19, theo ở bên dưới địa chỉ video là con nó chạy dòng nó chạy bên dưới video nhé. Rồi cuối video thì rất là mong cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem video của em trong cái video ngày hôm nay. Thì anh em là thấy hay thì đăng ký like ủng hộ kênh, rồi chia sẻ giúp để cho một số anh em khác mà chưa biết tới cái dụng cụ Nhật, nơi bán các sản phẩm mới, các thương hiệu mới của Nhật, thì anh em thấy sẽ hỗ trợ giúp bên mình một cái đường chia sẻ hoặc một cái like thì để cho anh em biết được nhiều hơn. Trong chỗ anh em thợ mà muốn kiếm một cái đồ tốt thì sợ là không không biết địa chỉ ở đâu, thì anh em giúp dùm giới thiệu và chia sẻ, đăng ký like giúp mình. Thì một lần nữa là xin cảm ơn tất cả anh em đã có bút chút thời gian rồi theo dõi, đã ủng hộ rất là lâu năm trong mấy năm vừa qua. Thì video này thì mình cũng xin là gửi lời cảm ơn rồi chia sẻ, rồi hẹn gặp lại anh em trong chương trình video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bác ai đang cần mua kìm Nhật Bản gọi cho tôi cam kết chính hãng 100%. Chỉ sợ các bác mua nhầm hàng Trung Quốc thôi, chứ khi sử dụng kìm bên chúng tôi đảm bảo chất lượng, uy tín và độ bền cao. Công ty Hà Tốc chuyên cung cấp và nhập khẩu các sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản. Liên hệ hotline nhà các bác ơi, liên hệ ngay để được ưu đãi hấp dẫn.